Chị với người chồng trước của mình là có 4 người con. Dạ. Trời. Chị có dột không? Có. Dột sao nói chú nghe với. Dột tới tới em con ướt á. Ừ. Em con ướt thì con có ướt không? Con ba mẹ. Con thương ba mẹ. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Tân Châu của tỉnh An Giang. Và như kế bên đây á, là một gia đình của hai vợ chồng trẻ cùng với lại 5 người con của mình. Cũng có một thời gian từng sống ở khu vực Campuchia làm ăn. Sau một thời gian thì không còn sinh sống ở đó nữa, mà cả gia đình lui về Việt Nam sinh sống với một cái căn nhà. Chúng ta cũng sẽ thấy được căn nhà cũng khá là kín đáo. Tuy nhiên đây là một ngôi nhà mà được đội từ thiện ở đây cấp cho cả gia đình. Và đây là anh Khang. Yeah. Và đây là chị Ngọc, là bà xã của anh Khang. Một thông tin khá là thú vị là anh Khang là năm nay chỉ mới 20 tuổi thôi, còn vợ của anh là chị Ngọc 35 tuổi, đúng không chị? Có nghĩa là chênh lệch với nhau khoảng 15 tuổi. Và có đến 5 người con. Đó là một cái câu chuyện khá là dài của hai vợ chồng trẻ. Và để hiểu thêm thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng với Bùi Hồ cũng như là Út Đồng Tháp sẽ tìm hiểu về cả gia đình 7 thành viên như thế này ha. Bùi Hồ cùng với Út Đồng Tháp phải zoom cái màn hình cho nó gọng gọng ra đi xíu mới thấy hết tất cả các thành viên trong gia đình. Chị Ngọc ơi, mình có thể giới thiệu cho cô bác của chị biết là các đứa bé tên gì không? Bé nhỏ rồi đó anh. Dạ. Cái gì giới thiệu hết luôn hả vậy? Dạ. Cái này là giàu. Giàu. Dạ giàu. Dạ. Cái này tiền. Tiền. Cái này là tỷ. À. Mỹ, Thị Dương. Trời ơi. Cái tên của các đứa bé thì em thấy nó giống như là một cái ước mơ của hai vợ chồng. Giàu, tiền, tỷ, rồi Mỹ nữa hả? Dạ. Có nghĩa là sau này là đi Mỹ sẽ có tiền tỷ đúng không? Không? Hay sao? Cái này là gì? Ba của nó đặt á. À hả. Ba của nó đặt. Ba của bé là người chồng trước. Dạ, người chồng trước đặt. À, thông tin với cô bác của chị là chị Ngọc là có một ông xã trước nữa. Tuy nhiên thì ông xã mất rồi. Dạ. Mất bao nhiêu năm hả chị Ngọc? Mất ha? 3 năm rồi. Vì sao lại anh là mất? Ảnh đi ra đồng coi lúa rồi bị dính xịt chuột á, điện á. À. Rồi bị tét cái cổ. Ờ. Là năm nay bao nhiêu tuổi? Ảnh hả? Ảnh lúc mất thì 41, năm nay 44 à. 3 năm rồi. Dạ. Anh với chị với người chồng trước của mình là có 4 người con. Dạ. Trời. Rồi sau đó chị ở vậy tới giờ luôn. Mất ở Việt Nam mình hay sao chị? Mất bên Cam bển á, tại vì lúc trước ở bên Việt Nam rồi qua bển mướn đất làm á. Rồi ảnh mất ở bển rồi lúc đó bệnh dịch không có về được. Làm bao nhiêu năm? Dạ. Mình làm ở Campuchia bao nhiêu năm? Cũng 60 năm. Rồi làm lúc đó có dư không? Dạ. Cũng không có dư giả gì, cũng khổ anh ạ. Lúc đó thì làm sao mình đưa anh về Việt Nam? Không có đưa luôn, tại đang bệnh dịch thì chôn bển luôn. Trời. Rồi có lấy cốt gì về không? Dạ chưa, mà mới có 3 năm mà đâu có lấy về được. Để bển luôn. Mình đất cho mình chôn? À, xin đất rồi ra. Trời. Tại vì ảnh làm rồi ảnh cũng quen người này người kia vậy đó. Ừ. Mà người ta thấy hoàn cảnh khổ, người ta tội nghiệp, người ta cho đất chôn. À, dạ. Vậy là bây giờ anh vẫn còn an nghỉ bên đó. Dạ. Mình có dự định là đưa anh về đây không? Em tính dự định chừng nào lấy cốt được thì đưa về đây nằm gần ba với má ảnh ở trên đây. Sau khi anh mất thì mình về đây gia đình mình về như thế nào? Dạ. Em lúc trước ông mất thì nó bển em để bắt bé ớt rồi nuôi mấy đứa này, nuôi mấy đứa con em. Dạ. Rồi sau đó mình về bằng cách nào? Em hả, lúc trước nói em cũng nói thiệt là cũng như bệnh dịch nó bển em cũng khó khăn vậy đó. Ừ. Em mới về không được. Ừ. Rồi em mới trốn gần bên cái việc về. Ừ. Dạ, lúc đó bệnh dịch người ta đâu cho qua lại đâu. Mẹ con em mới chèo chống đi về mình vậy đó. Về bằng phương tiện gì hả chị ha? Em lội bộ xuống tới Mương Chùa, rồi có thằng em lên trước đi đường đầm á, đi tắt đường đầm á. Trời ơi, làm 4 đứa về luôn. 4 đứa vậy nè, về. Dạ, rồi lúc đó thì mấy năm về trước thì các bé nó nhỏ thì sao? Nhỏ là em ẵm bé đó, rồi hai bé này lội bộ theo. Trời ơi. Dạ. Còn bé này? Bé này thì nó không chịu về, nó đòi ở với chú nó chở anh. À. Dạ, em cho ba cái này về trước, sau đó từ từ mới đường cũng như qua lại thôi dễ mới lên rước. Ôi trời, ba mẹ con là bộ bao nhiêu cây số? Từ đó
đó em từ đó xuống sống chùa cũng xa. Lội dốc ban đêm á. Cũng đi cũng hồi hộp lắm. Dạ, em tay em ẩm thế này, tay em dắt như thế này thì này lội. Mọi người về với một cái cảnh khổ khác nhau. Trường hợp của chị Ngọc làm chồng mất ở trên đó thì bỏ mạng ở trên đó luôn. Chị phải đều đấm các đứa con của mình trở về lại Việt Nam. Gần nhà của ông nội hay ông ngoại? Đây nhà nội hay ngoại? Em về nhà nội đó. Về nhà nội để mà sinh sống. Rồi lúc về thì mình có tiền bạc thì mình sinh sống không? Em đâu có tiền bạc gì đâu. Rồi chị này nè, chị thấy em khổ quá chị chồng em á. Chị anh gửi thấy khổ quá mới xin từ thiện chị cho mượn đất ở đây. Rồi nói với từ thiện ra cắt nhà cho mẹ con sinh sống. Rồi hiện nay có đứa bé nhất là bao nhiêu tuổi chị? Đấy hả? Dạ. Em mới sanh được 1 tháng à. 1 tháng, còn bé lớn nhất? 12 tuổi. 12 tuổi. Bạn kia? Này 9 tuổi. Dạ. Này 6 tuổi, đó dạ. 4 tuổi. Vậy là 3 năm là sanh một lần. Dạ. Các bé thì được sanh ở Campuchia luôn hay sao? Sanh Campuchia, nhỏ này lúc trước thì sanh mấy cái gì? Là chỉ lên đó là mình chỉ làm ăn thôi. Dạ. Mình thuê đất mình làm ăn chứ không phải là mình ở cố định có nhà cửa. Dạ, trên đó. Chỉ là lúc trước em mới với việc mà lên đó thuê đất á. À. Giàu tiền tỷ Mỹ hả? Dạ. Bé Út thì tên Thì Dương. Dạ. Là bé gái. Dạ. À, bé này là con của anh chị với lại anh. Dạ. Anh Khang. Thật ra thì nãy giờ em chia sẻ cái câu chuyện cũ để em biết thêm ha anh Khang ha. Dạ. Anh Khang ơi, năm nay là mình bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 20 tuổi. Anh 20 tuổi. Dạ. Nhà mình gần đây không? Cách cũng hai mấy cây. Chị thì 35. Dạ. Lớn hơn anh 10 tuổi. Dạ, nhà em Vinh Cam. Nhà ai? Nhà em Khánh An, ngang qua Giáp Ganh. À, Giáp Campuchia ha. Dạ. Nhưng mà anh vẫn ở Việt Nam mà. Dạ, anh ở Việt Nam. Đúng không? Mối liên duyên sao mà anh lại gặp chị anh Khang? Là lúc trước là một đoàn ở bên đó đó rồi gặp nhau quen giờ tới giờ. Năm mấy này. Có đám cưới gì không? Không, dắt về. Dắt về ở hả? Dạ. Mà anh nói sao mà anh vụ chị hay vậy? Hả? Ai tỏ tình trước? Như xuống này chơi rồi quen ở luôn tới giờ. Hả? Dạ. Anh chỉ là nói không buồn nha. Dạ. Chơi không buồn. Anh coi như là một người con trai mới lớn thôi. Dạ. Anh cũng còn có nhiều sự lựa chọn. Dạ. Và thậm chí có người yêu, tại sao anh lại chấp nhận lấy một người phụ nữ lớn, rất lớn tuổi hơn mình mà lại có nhiều người con như vậy? Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi như vậy thì anh có lo rằng là với sức lao động của mình không thể nào lo hết cho cả gia đình không? Làm là tới đâu hay tới đó gì. Em không biết sao. À hả? Dạ. Anh vì cái tình yêu hay là vì cái tình thương nhiều hơn? Thương vợ nhiều. Thương vợ, yêu vợ nhiều hơn. Dạ. Lúc mà anh gặp chị thì chị có nói với anh là có các bé vậy không? Có, lúc làm bà anh có nói rồi. Chị nói như rồi em chấp nhận em cũng ở. Dạ. Gia đình của mình có biết không? Dạ biết. Khi mình về mình nói với ba mẹ của mình thì mình chấp nhận thương một người lớn tuổi hơn như vậy á, mà có con riêng nữa, thì gia đình phản ứng như thế nào? Không, bả ba mẹ không nói gì. Em gù. Ba mẹ không nói gì? Không phản đối. Không phản đối. Dạ. Rồi là thời gian tới đi, mình dự định mình làm công việc gì để nuôi cho cả gia đình? Em cũng đi làm một đoàn Vinh Cam vậy đó. Lai gai như vậy. Vô mùa là làm. Một ngày thu nhập bao nhiêu tiền anh? Làm nhiều rồi 200 ngoài 300. À. Làm ít thì vài chục ngàn vậy đó. À. Đây rồi, đến chỗ làm xa không? Hai mấy cây. Trên nhà em tránh. Là tối anh chạy về đây? Dạ. Trầm khi ở 2 ngày 3 ngày mới về. Anh với chị sống với nhau được bao lâu rồi? Cũng năm mấy nay rồi. Dạ. Có bao giờ mình ra đường thì mình cảm thấy mình hối hận hay là mình buồn gì không anh Khang? Dạ không. Không hả? Dạ. Có bao giờ mình bị người ta nói này nói kia không? Em cũng không nghe hay nói gì. Dạ. Chị ngày xưa anh Khang sao mà cô gì hay vậy? Tại ở chợ rồi bán nước ngay chỗ con đòn á. À.
à. Như bưng nước đồ ra uống gì đó à. Gặp rồi ảnh thương nào đó hay đâu rồi mới về đây rồi ổng xuống đây chơi á à. Ổng mới ở dưới đây luôn, ổng thương rồi ổng ở đây luôn. Ừ. Về chẳng nữa. Lúc đó ảnh có thiếu tiền chị không? Rồi cứ ở đây luôn. Bán mà đâu có tiền đâu cho thiếu, thiếu đâu có vốn đâu bác. Nuôi mấy đứa nhỏ nữa. Nhưng mà khi mà Khang, anh Khang về đây á là ở bên đây bên nội nữa dạ. Bên nội có các bé nữa dạ. Thì mình có bị phản ứng gì không ta? Dạ không, đó chị chồng đó, chị cũng chấp nhận cho ở. Tại anh Khang cũng nuôi bốn đứa con mình tiếp. Thì chị sống rồi, chị ở gần gũi chị cũng biết. Ừ. Đó, chị chồng thứ hai đó. Ừ. Dạ. Rồi nhà nội thì ở bên sông. Vì sao mình chấp nhận anh Khang lúc đó mình có tình yêu không? Hay là mình cần một người để mà vừa dẫm để hỗ trợ nuôi các bé? Nói chung là về ở với anh Khang, anh quen anh Khang vậy đó, về ở vậy đó. Em cũng sợ, cũng như là em lớn tuổi hơn ảnh. Phải không? Rồi em mới nói thôi đi, giờ em nhỏ tuổi quá à, tôi lớn tuổi nữa, mình cũng hơi sợ. Anh Hương thì anh chấp nhận rồi. Rồi anh không chịu về, anh ở dưới đây luôn. Mình cũng thiên vậy đó. Anh Hương mà anh ở đây. Ê hả? Ở một năm mấy nay rồi, có bao giờ cự cãi nhau không? Nói chung vợ chồng thì cũng phải có sự cự cãi thì anh, ai cũng vậy. Khác nhau về cái độ tuổi á, thì nó sẽ khác nhau luôn cả về cái sự xử lý trong công việc và cái độ bình tĩnh ở trong gia đình. Và anh Khang thì cũng lại mới lớn nữa, Khang thì cũng lại coi như là trai mới lớn lên nữa, thì sẽ không tránh khỏi những cái điều xử lý nó không giống như chị những người lớn tuổi hơn nữa. Thì lúc đó chị xử lý như thế nào? Nói chung là đôi khi em cũng thấy ảnh nhỏ tuổi vậy đó. Em cũng không có chấp phiền gì đâu, tại vì ảnh cũng không có như người ta lớn tuổi như chồng của em. Biết suy nghĩ đâu này kia, nhiều khi ảnh ăn nói mình cũng đâu có giận hờn được, tại anh còn nhỏ tuổi, mình cũng thông cảm điều đó. Em muốn hỏi chị là vì sao lúc mà em tâm sự em hỏi anh Khang này chị lại rơi nước mắt? Tại em thấy thương. Thương sao? Tại thấy ảnh lo cho mẹ con em vậy đó. Tại thấy còn nhỏ tuổi mà. Rồi các bé. Dạ. Dạ, không biết nói làm sao. Nói là khóc nữa rồi kìa. Thấy khăn mẹ tại. Các bé có được đi học hết không chị? Hai đứa lớn nè. Anh có thường chở vợ mình về bên nhà không anh Khang? Có. Vậy lâu lâu tháng nữa tháng chở đi chở chơi một lần. Vậy hả? Dạ. Tới giờ sanh chưa chở đi. Thật ra cái câu chuyện gia đình đó nó có một cái khó như nè. Khi vợ chồng mà có đầy đủ tiền bạc á thì lúc đó không bình thường. Tuy nhiên mà lúc mà vợ chồng mà túng thiếu trước học sau á, nay thiếu tả mai thiếu sữa, bữa kia không có cơm ăn nữa thì đã khổ rồi. Rồi bây giờ mình dậy có bao giờ anh nản không anh kia? Hay không. Cái động lực nào lớn nhất để cho anh vượt qua những cái khó khăn đó? Đi làm có tiền xài không có thôi, cơm với nước mắm thôi. Cơm với nước mắm. Dạ, vợ chồng ăn chung. Thường ăn cơm với nước mắm không? Có. Không có tiền cũng kho lấy nước mắm kho quạt ăn vậy đó. Ừ hả? Dạ, có bà chị kia có cá này phải cho ăn. Thường ngày. Đặt giống lần ở đây. Lúc phải cho ăn. Lúc sinh bé thì sao? Dạ. Lúc sinh em bé. Sinh em bé thì vợ chồng anh đâu có tiền. Phiên tiền cho đi sanh. Xin tiền đi sanh. Phiên tiền ta xin. Đi phiên tiền ở sớm. Ở sớm tiền nữa. Chị chồng phải đi nói. Vậy là một mình anh Khang phải nuôi gồng gánh nuôi cả 6 người. Dạ. 6 người trong đó có bé nhỏ thì lại rất là nhiều chi phí nữa kìa. Dạ, tả nữa, sữa. Không có tiền, không cho uống sữa mẹ không.
Mình làm cái công việc công đoàn đó là ngày nào cũng có làm hay sao? Dạ, vô mùa em ngày nào cũng làm. Làm ít, làm nhiều. Ngày nay có đi làm không anh? Ngày nay hàng ít, ông anh đoàn trưởng anh kêu nhà đi đừng lên. Nay có 20 tấn à. Đông quá đông mà không có tiền, ông kêu đừng lên, lỗ xăng, ông cho lên. Là nhà ở đây. Mình không đi làm mà cái cuộc sống hàng ngày như thế nào hả chị? Anh đi mua ốc á. Đi mua ốc dạ. Dạ. Anh xong á. Anh bán 1 ký 15 ngàn. Ký 15 ngàn? Dạ. Dạ khi 10 ngàn 15 ta còn ít thì ta lấy 10 ngàn. Ngày nay gia đình mình ăn cơm với gì? Dạ. Ngày nay gia đình mình ăn cơm với gì? Là tháng nhỏ rồi còn với đồ ăn sáng ăn chung. Ăn chung dạ. Chồng vậy đó. Vậy là hôm qua mới tròn đầy tháng bé này. Dạ. À. Người còn dư đồ ăn để hôm nay ăn luôn. Dạ. Rồi bây giờ gia đình của mình có mong ước gì không chị? Em giờ ước chỉ lo cho mấy con em với có nhà cửa đàng hoàng cho nó ở vậy đó. Ngày trước á, với lại người chồng trước của mình đó, cuộc sống em nghĩ là chứ cũng không có khá, đúng không? Cũng khổ lắm. Dạ. Nhưng mà sao lúc đó gia đình của mình lại sanh các bé nhiều như vậy hả chị ha? Nói chung là em cũng có ngừa nữa mà em dính mà không may. Em bỏ thuốc bữa em quên uống á, là nó dính mà em không có hay. Rồi dính nói chung ra là khổ rồi, tính bỏ ra nói thôi đi lỡ khổ rồi, bỏ thì tội. Nói thôi đi lỡ khổ để luôn đi. Ừ. Bạn gái bên nó đẹp gái ghê kìa. Bạn nó lanh không? Lanh. Con lanh gì? Con qua đây chú nói nghe với. Đi qua chú nói chuyện kìa. Có một cái tấm niệm thôi. Cả gia đình phải năm đứa bé phải chen chút. Ê ê ê ê. Ngồi xuống. Cả gia đình ngủ ở đây luôn. Có một cái giường ở trong nữa. Bốn nhỏ ngủ này. Ngủ dưới đất, dưới dán. Dạ, hai chiếc chiếu có mùng văn. Ừ. Nhà mình có bị dột không? Có bị dột. Có dột. Tụi nhiên không anh? Cũng mưa nhiều. Nó tạt luôn đó. À. Tạt bên hông. Bạn này là tên là Mỹ kêu. Đúng không? Đồng Mỹ đúng không? Nói chuyện Mỹ. Chú kìa. Mỹ ơi. Dạ. Con năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 4 tuổi. Con tên gì nói cho chú nghe với. Ngọc Mỹ, con có được đi học không? Không. Không. Ngày hôm nay gia đình mình ăn cơm gì á? Ăn cơm đi, ăn chứ cá. Chứ cá. Ăn được nhiều cá không? Rồi sáng gia đình mình có ăn đi ăn sáng không? Không. Không, vì sao vậy? Mẹ không có tiền. Mẹ không có tiền, có tiền là ăn sáng mới được. Còn không có tiền là mình ăn sáng không được luôn hả, hả Ngọc Mỹ? Dạ. À, chú thấy bộ đồ của Ngọc Mỹ mặc đẹp quá vậy ta? Ai mua cho vậy? Có hai gấu nữa kìa. Mẹ mua cho. Em của con á, em của con còn nhỏ xíu kìa, tên gì á con biết không? Thầy Dương. Thầy Dương. Thầy Dương là được mẹ sanh ra lâu chưa? Lâu à. Từ ngày mẹ sanh thầy Dương là có, thầy Dương có can anh, Ngọc Mỹ có can anh với thầy Dương là dành mẹ không? Không hả? Ngọc Mỹ có ước được có đồ chơi không? Không hả? Nhà mình ngủ á, tối có mưa không? Mưa có dột không? Có. Dột sao nói chú nghe với. Dột á, tối em con ước á. Ừ. Em con ước thì con có ước không? Không. Không. Nhà mình lại không có cửa nẻo gì hết. Chú thấy mấy miếng màn là những cái miếng bạc nè, mấy miếng mũ nè. Con có bao giờ con sợ con trộm không? Sợ sao nói chú nghe quá. Dạ không thì em sợ trộm. Sợ không? Sợ con trộm vô bắt mình hay là sợ con trộm đi vô lấy tiền của ba mẹ? Đi vô lấy tiền của ba mẹ. Ôi vậy là ba mẹ giàu lắm rồi đúng không? Đúng không? Chứ không phải là sợ con trộm bắt mình đem qua bên Campuchia hả? Sợ không? Sợ. Sợ. Con không có được đi học hả? Vì sao không được đi học? Anh chị con mới được đi học. Nếu như mà cho con đi học con có chịu không?
Rồi Mỹ 4 tuổi thì được gửi nhà trẻ được rồi. Nhưng mà chắc là tại mình không có tiền đúng không? Nên thành nữ là ở nhà. Sáng các bé không có ăn sáng hả chị? Không có ăn sáng. Ăn cơm nhà. Ăn cơm nhà hết. Sáng nấu cơm sớm. Rồi, Ngọc Mỹ có muốn nói là gì với cô chú không? Con kêu bên đây là bằng gì, bằng ba hay sao? Dạ. Mỹ chào cô chú anh chị cái đây. Có biết hát bài nào thiếu nhi không? Biết. Hát cho chú nghe với. Đứng lên hát nhảy cho chú coi ạ. Cỡ chứ nào nhà nó hát nó nhảy không? Thôi bạn ông này Mỹ qua bên kia đi, rồi chú nói chuyện với anh cái coi. Anh nói là anh gì quên rồi, chú là anh này nè. Dào. Qua đây chú nói chuyện nghe với. Kéo nó lại nè. Thôi coi chừng đi, coi chừng nghe nha. Coi chừng sập cái giường á. Mình hồi có thấy không cái giường nè. Cái mộng nó gãy hết luôn. Mộng hết rồi nè. Con tên Dào hả? Dạ. Dào năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Con 12 tuổi. Con học lớp mấy rồi? Học lớp 5. Con học lớp 5 rồi. Rồi đi học là hồi lúc mà còn đi học á, mẹ cho mình ngàn nhiêu tiền hả? Lúc có tiền thì mẹ cho 10.000, chiều 5.000. Lúc không có thì mẹ sáng mẹ cho 5.000, là chiều không có, chiều cũng cơm nhà rồi đi học. Ừ. Con hết lớp 5 rồi chuẩn bị lên lớp 6. Dạ. Con đi học ở phương tiện gì? Dạ. Cô ba cho xe đạp con chạy đi học, chở em theo đi học chút. Anh em chở đi học. Dạ. Nhà mình có bao giờ ăn cơm với khô ẹt nhiều không dòng? Dạ có nhiều lắm. Lúc ba mà lúc không có lúa ba mặn không được là không có tiền là ăn cơm khô ẹt không chút. Mẹ con thấy ngon không? Dạ ngon. Vì sao ngon? Khô ẹt mà ngon cái gì? Có ăn nữa hay không chứ ơi, chứ nhà không có tiền. Chứ nhà không có tiền hả? Dạ. Có bao giờ mẹ mình mua thịt heo rồi cho mình ăn thường xuyên không? Có, lúc mẹ có tiền thì mẹ cho ăn, lúc không có thì mẹ mua cá rồi không à, chứ không có tiền nhiều mua thịt heo. Nhà của mình là con ngủ với lại mấy em hả? Dạ ngủ với ba đứa em, ngủ dưới đó đó chú. Ngủ dưới ván ha. Dạ. Rồi có bị mưa dột không? Dạ không, có chỗ ba mẹ ngủ là mưa dột, và chỗ mấy con lột một cái hộp nữa hết dột rồi. Nhà của mình là người ta cắt cho hả? Con dạ, biết không? Dạ biết. Lúc đó ai cắt cho mình? Cô dựng hai con sinh ban từ thiện á, rồi người ta lại cắt giùm á chú. À, lúc về đây là mình không có nhà hay sao dòng? Dạ lúc về đây là ngủ với nhà mượn nhà của hai ngủ á. Của hai đứa vậy dựng hai đi xin cho cái nhà này chú mượn người ta cắt giùm. Đi học không có tiền mà thấy mấy bạn có tiền thì lúc đó con tuổi không? Dạ không. Tại sao vậy? Tại vì ba mẹ lo cho học rồi không sao hết đó chú. Chú nghe con nói là chắc có lẽ là con rất là ham học. Thì sau này con sẽ ước muốn trở thành học ngành gì để phụ ba mẹ? Dạ công ty. Ủa sao đi làm công ty? Dạ làm công ty gắng làm nên chức cao đi có tiền nhiều lo lắng cho ba mẹ. Mà sao nói chuyện với chú thì con lại khóc? Sao nói chuyện với chú con khóc? Nói chú Hồng nghe. Sao nói chú nghe? Sao nói chuyện với chú mà khóc? Con thương ba mẹ. Con thương ba mẹ. Con nhớ ba của mình không? Nhớ ba của mình mất không? Nhớ. Lúc ba mất con biết không? Biết. Ba mất 9 tuổi. Lúc đó con con có thường lên thăm ba mình không? Có, nghỉ hè là con với bà nội lên chơi với ba một hai ngày về. Lên mộ ba hả? Lúc đó ý là nó, lúc đó ba nó còn sống, nó ở dưới đại học á. Rồi ba nó mất rồi, nó đâu có lên được, nó đâu có lên được nên nó còn ở dưới việc học. Nó đâu có đội tang ba nó được. Lúc đó là nó còn dưới đại học, nó ba nó mất, nó đâu lên chảnh. Rồi đi học rồi mình có đồ mới rồi không dòng? Dạ không, đồ ta cho. Đồ ta cho không? Ngoài ước muốn làm công ty thì mình có ước muốn gì cho ba mẹ của mình đỡ khổ không? Không hả? Có bao giờ nhà mình khổ đến nỗi là không có cơm ăn luôn? Dạ có bữa mà không có gạo, ba
mượn cu hai một hai chén để nấu ăn, mượn cú gạo trả rồi cu hai. Mượn gạo nấu ăn một hai chén, gia đình mình đông quá ăn sao đủ. Mình phải ăn ít chừa em mình ít nữa đúng không? Tuổi nhỏ như vậy thì trải qua một cái thời gian cơ cực á, thấu hiểu được cái nỗi đau của gia đình nên là nữ là cứ nói là khóc mà. Nếu như mà cho con nghỉ học, con bán vé số, ba mẹ con chịu không? Chịu. Chịu hả? Có bao giờ con nghĩ rằng là mẹ ơi con không đi học nữa không? Không, mẹ cho nghỉ con mới dám nghỉ. Giữa đi bán vé số phụ mẹ và đi học thì con sẽ chọn cái nào? Dạ, chọn có hai. Thứ bảy con đi học, thứ bảy cứ rảnh thì cũng bán tiếp mẹ, thứ bảy chủ nhật cái chút. Vừa rồi thì hè này con có đi bán vé số không? Dạ không, hè này không có tiền như lấy vé số gì bán. Không có tiền như lấy vé số gì bán. Nếu như mà có tiền thì con có chấp nhận bán vé số để phụ mẹ với lại ba của mình không? Có. Sẽ bán bao nhiêu tờ? Con với em con thì bán đứa 60 tờ, hai đứa chia ra. Con 50, em con 10 tờ bán. Nói hồi nước mắt lưng tròng hết rồi. Vậy là hổng ngày cũng muốn bán vé số nhưng mà mình không có vốn đúng không? Dạ. Mình không có vốn nên mình không. Bây giờ mình bán 1-20 tờ trước được không? Được. Rồi vậy hả? Rồi được rồi, chú nói chuyện với ba mẹ con tí xíu. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ với Út Đồng Tháp cũng được anh Ngọc á, anh Ngọc TV. Anh Nguyễn Ngọc có giới thiệu về hoàn cảnh của gia đình. Thì thật thì phải nói là ngoài đời đi, xã hội họ sẽ nói nhiều cái vấn đề. Hoặc là khi mà chị Ngọc. Chị Ngọc á, yeah. Mà với lại cái tình yêu của anh Khang á, yeah. Mọi người, chị Ngọc cũng biết rằng mọi người sẽ nói này nỗi kia, hoặc và cả anh Khang và gia đình cũng vậy, yeah. Nhưng mà tình yêu mà, tuổi tác nó không thành vấn đề, yeah. Và thậm chí là đến thời điểm bây giờ hơn một năm qua rồi, nó cũng, nó quá thời gian của sự thử thách về tình yêu, mà thay vào đó là một cái tình thương dành cho các đứa trẻ. Không có cha lại sống trong cái cảnh mà một mình phải nuôi bốn người con như vậy thì khó khăn hơn, yeah. Chứ không, Bùi Hồ không nghĩ rằng là đến đây để mà chia sẻ về cái câu chuyện mà chuyện tình đổ lệch của hai vợ chồng như vậy, yeah. Khi mà tụi em chia sẻ cái đoạn clip này á, yeah. Có nói về người chồng trước của chị thì có gì anh đừng có buồn tụi em nha. Dạ, yeah, chào. Mình có ước muốn gì không anh? Yeah. Mình có ước muốn gì không? Ước muốn mình được khá giả hơn, đủ ăn đủ sống. Dạ hả? Dạ. Có đi bán vé số hay là làm nghề nào không? Em không có làm, cũng đi bán vé số tiếp vợ. Dạ. Chạy xe đi bán. Chị có đi bán vé số nữa hả? Lúc trước em chưa có bầu bé đi bán vé số. Có bầu ngày nhiêu tờ? Trăm mấy. 200. Nhà mình có sữa gì không ta? Có sữa cho bé uống á, để có uống sữa ngoài không? Không, sữa mẹ. Sử dụng sữa mẹ thôi ha. Dạ. Trời ơi, nhìn dễ thương ha. Nhưng mà thôi thì có tiếng trẻ con ở trong nhà thì ngôi nhà mình sẽ ấm cúng hơn. Dạ. Và mình sẽ có trách nhiệm, mình phải sanh các bé ra, mình cũng phải có trách nhiệm nuôi các bé. Dạ. Cuộc sống của mình, em thì chia sẻ đoạn clip này lên để cho cô và các anh chị hiểu thêm. Đây là cái ngôi nhà mà được nhóm đội thiện nguyện gần đây á cắt cho cũng cách đây mấy năm rồi. Tuy nhiên á, nó chỉ thiếu cái phần cửa nẻo mà cho nó kín đáo một tí xíu thôi. Còn ngôi nhà thì ván rồi, nó có nhà vệ sinh không? Nhà đi chung bên chị chồng em. Nhà mình không có nhà vệ sinh luôn hả? Dạ. Yeah. Vậy là các bé là tối phải đi chung. Nhà chỉ có cái nhà tắm thôi, không có nhà vệ sinh, giống như là nhà sàn nước. Không có nhà vệ sinh ha. Dạ. Tại vì các nhà vệ sinh cũng rất là nhiều tiền. Dạ. Dạ.
thôi thì hôm nay em đến đây á thì em không biết em được anh Ngọc giới thiệu thì em cũng không biết nói gì hơn. Yeah. Cũng mong rằng á là gia đình mình có sức khỏe ha để chăm sóc cho các bé. Rồi bây giờ nhiêu thì cũng đủ nuôi rồi, cũng đủ có tiếng cười ở trong nhà rồi. Yeah. Mong rằng là gia đình của mình đừng có sanh nhiều quá để các bé lớn lên mà nó có sự thiếu thốn về việc học hành nè. Yeah. Thiếu thốn về cái ăn cái mặc so với những bạn khác thì mình cũng tội nghiệp cho các bé. Ngày hôm nay thì em đến đây thay mặt cho chú Kevin Trần á, gửi cho nhà mình á, trước tiên là mua sữa cho các bé giùm em ha, mua một cái nồi thịt kho gì cho bạn, cho các bạn cùng ăn, ăn cơm với kho quẹt hoài thì cũng ngán. Đây đây là phần của chú Kevin Trần gửi cho anh hay chị. Yeah. Gửi cho gia đình ở Mỹ, chú Kevin Trần ở Mỹ gửi cho gia đình ha. Dạ dạ thôi thì cố gắng giữ gìn sức khỏe, có dịp thì em sẽ quay trở lại thăm ha. Dạ. Một lần nữa thì Bùi Hồ cũng xin chân thành cảm ơn chú Kevin Trần ở Mỹ nhiều, cảm ơn cô bác quý anh chị ha. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau.